bởi vì hôm nay Mai mới đi chơi về luôn. Và bây giờ Mai sẽ thải trì cho da và hút những cái mụn cá, mụn đầu đen và dưỡng da mặt của Mai nha. Các bạn có muốn Mai sẽ test cái này cho mọi người xem nha. Đây đây, cái này nó là nạ tự tính và nó độc quyền luôn. Cái sản phẩm của Mai là độc quyền trên cái tất cả những cái sản phẩm ở Việt Nam luôn, cho nên các bạn mua là cũng yên tâm nha. Thì khi mà mình đắp một cái lớp như vậy lên á, thì khi mà mình hút, nó có một cái cây 500 để cho mình hút á mọi người. Đó, thì mình hút á, nó tê mà nó sướng lắm nha. Nó hít lên chỗ nó tê, nó sướng gì đâu mà. Và cái mùi nó rất là dễ chịu nha. Cái mùi bùng khoáng, mùi tinh chất jojoba và tinh chất ô liu á. Đó, những cái này là nó dưỡng da và nó làm nở cái lỗ chân lông của mình, để nó thẩm thấu những cái dưỡng chất vào trong da và để hút đi những cái bụi bẩn, những cái cặn mỹ phẩm. Đó, tất cả những cái độc tố còn trong da mình thì nó sẽ đẩy lên hết như vậy đó. Này, thì bây giờ Mai đang đắp như vậy nè. Đó, mình đắp xong rồi mình để trong vòng 15 đến 20 phút nha mọi người. Thì khi mà mình hút đi á, đây thì nó có một cái cây 500 như vậy, thì khi mà mình hút đi thật sự là nó rê, nó sướng lắm luôn đó. Mà thứ nhất là nó làm mà nó tiêu diệt mụn cám nha. Đó, thứ nhất là tiêu diệt mụn cám nè, mụn đầu đen nè, rồi nó làm cho cái da mặt của mình, một lần mà mình đắp là một lần da mình nó dưỡng, là làm một lần da mình nó trắng lên, nó bật tông từ từ chị, và nó thay thế một cái hợp kem mặt luôn. Đó, tại vì cái tinh chất dưỡng của nó rất là cao, nó dưỡng ẩm nè và nó dưỡng da mặt cho mình nữa. Đó, thì bây giờ Mai sẽ hút thử cho các bạn xem nha. Đó, một hộp như vậy á là mình xài tầm 30 lần và cách một ngày mình xài một ngày. Đó, thì thật sự là trời ơi thích lắm. Chứ bây giờ mà đắp một cái mặt nạ này mà như là khoái đắp tới mức là về nhà là muốn bay vô để phải đắp liền như vậy luôn đó mọi người. Đây, bây giờ Mai sẽ hút cho mọi người xem nha. Đó, trời ơi hút á, nó hít đã lắm luôn. Cái này là tại vì Mai vừa mới đắp được có chưa được một phút mà Mai hít rồi, cho nên là nó chưa có thấm liền á. Nhưng mà mọi người thấy không, cái da nè. Đó, và cái tinh chất này nè, đó là bùn khoáng và tinh chất ô liu jojoba, nó giúp da mình dưỡng da. Thì khi mà mình hút á, xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy khăn khô á, mình lau qua đi, khăn giấy khô mình lau sơ qua, sau đó mình, đây nè mọi người thấy không, trời ơi nó rê vậy, rất là sướng. Sướng lắm đó. Thì này, cái da của Mai nè mọi người thấy không, khác một trời một vực đúng không. Thì mình sẽ lấy một cái khăn giấy khô mình lau qua, sau đó thì mình rửa lại, mình để tầm 50 phút xong rồi mình rửa lại. Thì thật sự luôn, da của các bạn rất là bóng, rất là căng và rất là đẹp. Đó, cho nên là bạn nào mình chưa có cái và cái này nam nữ đều xài được luôn nha mọi người nha. Nhớ mua cho anh chồng mình xài. Hai vợ chồng xài chung, một người một lần mua mà hai người vui. Đó. Rồi, bạn nào mình mua thì mình cứ inbox cho Mai nha, một hộp như vậy là giá 360.000 và sử dụng tầm 2 tháng. Rồi, bye bye, xin chào mọi người.